Giải thưởng Homi Homini 2017 Ngày 13 tháng 2 vừa qua, trên các trang mạng đăng tải thông tin cho rằng cái gọi là tổ chức People Init đã tuyên bố rằng Giải thưởng Homi Homini 2017 sẽ được trao cho Phạm Đoan Trang vì lòng dũng cảm của Đoan Trang khi không mệt mỏi theo đuổi sự thay đổi dân chủ cho đất nước mình, mặc cho sự sách nhiễu và khủng bố. Trang Pragyu Daily Monitor cho biết Giải thưởng Homi Homini sẽ được trình chiếu tại liên hoan phim nhân quyền lớn nhất thế giới có tên One World Film Festival. Năm nay, bộ phim nói về cuộc đời hoạt động của nhà báo đoàn Trang ở Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 5 tháng 3 tại thủ đô Prague của Cộng hòa Séc. Và như bị lâm sàng dị mộng và bị ảo tưởng, Tự sướng về giải thưởng Homi Homini 2017, nhà dân chủ đoan Trang đã ngay lập tức trả lời phỏng vấn và đăng tải trên các trang mạng lều dân chủ cho rằng: Thực sự, tuy cảm ơn people Init và nói rất mừng được nhận giải, nhưng tôi cũng không biết mình nên cảm thấy gì. Giá như đó là một giải thưởng nào đó chứng tỏ sự văn minh dân chủ phát triển của đất nước, thì tất cả chúng ta, trong đó dĩ nhiên có tôi, sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Chừng nào một quốc gia còn có người được trao những giải thưởng về nhân quyền, dân chủ, chừng đó quốc gia đó còn có rất nhiều vấn đề. Riêng Việt Nam thì không chỉ là có vấn đề mà còn bất bình thường nữa, bởi vì ở nơi đây, dân chủ tự do nhân quyền, xã hội dân sự là những khái niệm nhạy cảm, những đề tài cấm kỵ. Người ta có thể đi tù tới 10 năm vì viết Facebook, 14 năm vì biểu tình ôn hòa. Đoàn Trang còn cho rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta sống trong một thế giới mà những giải thưởng như thế này không hề tồn tại. Thực sự có lẽ không những tôi mà đông đảo dư luận và cộng đồng mạng lần đầu tiên nghe đến cái tên gọi là giải thưởng Homi Homini 2017 hay lần đầu tiên được biết tên của cái gọi là tổ chức People Init và chỉ cần giải thưởng đó trao cho một nhà dân chủ dày dặn kinh nghiệm chống phá đất nước như Đoan Trang, cũng như những viện dẫn về cái gọi là lòng dũng cảm của Đoan Trang khi không mệt mỏi theo đuổi sự thay đổi dân chủ cho đất nước mình, mặc cho sự sách nhiễu và khủng bố mà tổ chức này đã đưa ra. Xin thưa rằng, tổ chức People in biết gì về Việt Nam, biết gì về tình hình tự do dân chủ nhân quyền ở Việt Nam và biết gì về những hoạt động chống phá của Đoan Trang không? Hay đây cũng chỉ là cách để các nhà dân chủ như Đoan Trang tự sướng và để cho tổ chức People in It tự PR bản thân? Được biết, cái gọi là giải thưởng Homi, Homini được trao từ thập niên 1990 và được tổ chức độc lập của Cộng hòa Séc trao hàng năm cho những cá nhân có đóng góp to lớn cho hoạt động đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ và các giải pháp bất bạo động cho các vụ xung đột chính trị. Hàng năm, giải thưởng này được trao tại Liên hoan phim Một Thế Giới, Liên hoan phim về nhân quyền lớn nhất thế giới. Trước đoàn trang, Việt Nam từng có 3 nhà dân chủ. Người nhận giải này vào năm 2002 là Hòa thượng Thích Huyền Quang, Hòa thượng Thích Quảng Độ và Linh Mục Thaddeus Nguyễn Văn Lý so với Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ hay Nguyễn Văn Lý, xem ra những hoạt động chống phá đất nước của Đoan Trang cũng không phải dạng vừa đâu, nên tổ chức này mới đưa vào diện được trao giải như vậy. Vậy thực sự Đoan Trang có xứng đáng với giải thưởng Homi Homini 2017 hay không? Phạm Đoan Trang là ai? Phạm Đoan Trang sinh năm 1978, thị được sinh ra lớn lên trong một gia đình trí thức ở Hà Nội và được nuôi dưỡng cho ăn học đầy đủ. Cô từng là phóng viên của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, báo Tuần Việt Nam, Tuy nhiên, do cô thường phân tích về các vấn đề thời sự dưới dạng viết phiếm nên đã bị đuổi việc và hiện nay hoạt động như một con tốt của trịnh hội, người cầm đầu Voice, một tổ chức NGO do tổ chức khủng bố Việt Tân lập ra. Cô từng được xuất cảnh sang Philippines cùng với Trịnh Hữu Long, Nguyễn Anh Tuấn tham gia khóa học huấn luyện truyền thông để chống chính quyền, đối phó với lực lượng chức năng sau đó làm việc cho Voice và nhận lệnh cùng một nhóm thành viên của một số tổ chức do Việt Tân chỉ đạo như Mạng lưới Blogger Việt Nam, Con đường Việt Nam, Hội Anh em Dân chủ, Hội Phụ nữ Nhân quyền, Dân làm báo, No UFC để đi tìm đường chống phá đất nước. Phạm Thị Đoan Trang là một trong những thành viên tích cực và đưa ra cái gọi là tuyên bố 258 để phản đối và đưa bản tuyên bố này đến Đại sứ quán cũng như chính giới Mỹ và các nước phương Tây để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam thất bại trong cái gọi là tuyên bố 258. Năm 2015 vừa qua, Phạm Thị Đoàn Trang đã nhanh chóng đớp thời cơ, lập ra nhóm với tên gọi là Vi Một Hà Nội Xanh hay Hiến Trương 2015 để thâu tóm những hội nhóm chống phá đất nước để làm thủ lĩnh. Trong các hoạt động với đồng bọn gần đây, Đoàn Trang thường ít xuất hiện trước đám đông hay các vụ gây rối, kích động biểu tình chống chính quyền, Chắc tại vì thấy cái mặt của mình xinh quá nên ngại với lại sợ mọi người ngắm xong lại bỏ về mất. Đoàn Tràng thường giữ vai trò quan hệ ngoại giao cũng như chỉ đạo, hướng dẫn mọi người cách thức hoạt động chống đối và ở nhà làm anh hùng bàn phím thông qua vốn kiến thức, kinh nghiệm đã từng viết báo láo với kiến thức được học ở Philippines về cách thức đối phó với cơ quan chức năng. Trong thời gian qua, Đoan Trang đã lợi dụng các sự kiện quan trọng của đất nước để kích động tụ tập, biểu tình gây mất an ninh trật tự và hướng dẫn cách đối phó với các cơ quan chức năng. Trước đây, cô cũng đã từng được tự sướng với cái gọi là nhà hoạt động nữ có sức hút nhất năm 2015 do người anh em dân chủ Phạm Lê Vương Các dành cho đàn trị đồng nghiệp của mình và sau đó đã bị dư luận bóc mẽ và ném đá dữ dội. Và với cái gọi là giải thưởng Homi Homini 2017 dự định trao cho đoàn trang thì viễn cảnh tổ chức PewPo Init sẽ tiếp tục bị lên án và ném đá cũng là điều dễ hiểu.